ống kính siêu rộng dành cho crop 12-2 USM của Calon. Mang trong mình motor USM được thiết kế rất đẹp đến từ ống kính 12-2mm. Đây là một chiếc ống kính dành cho dòng crop và là góc siêu rộng. Ống kính này sẽ phục vụ mục đích chụp phong cảnh, quay vlog, chụp kiến trúc.